Chiều nay tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, bên lề Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn nước Cộng hòa Armenia Jacob Arosakian. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng thời gian qua quan hệ Việt Nam và Armenia phát triển tốt đẹp với việc trao đổi, duy trì đoàn các cấp. Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia nhấn mạnh, Armenia luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục mở rộng, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Việt Nam. Quốc hội Armenia đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Armenia-Việt Nam và mong muốn Quốc hội Việt Nam cũng sớm thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Armenia. Bên cạnh đó, Armenia mong muốn thiết lập cơ quan đại diện tại mỗi nước, xem xét cơ chế miễn thị thực giữa hai nước và thiết lập đường bay thẳng nhằm tăng cường hoạt động trao đổi đoàn và hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch. Ghi nhận các đề xuất của Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định Quốc hội Việt Nam ủng hộ quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa Quốc hội hai nước. Quốc hội Việt Nam mong được đón Chủ tịch Quốc hội Armenia thăm chính thức Việt Nam. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh trân trọng chuyển lời mời Phó Chủ tịch Quốc hội Armenia thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới.